Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, con đường để mà dẫn tới tình yêu bao giờ cũng là con đường trải đầy rẫy những hoa hồng. Nhưng bên cạnh đó thì không thể thiếu được những cái nhành gai ở trên thân cánh hoa. Tuổi trẻ bồng bột thì ai cũng đã từng trải qua, cũng có sai lầm, cũng có chín chắn cùng với cả sự kiên định. Nhưng khi ở thực tại thì con người lại đôi khi lại mơ tưởng về với cả cái quá khứ của mình. Thậm chí còn có những người đã phải ám ảnh, sợ hãi, đến nỗi sống dở và chết dở. Thì ngày hôm nay, Truyện Ngọc Lâm xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện được mang tựa đề Linh Hồn Lệ Hoa. Dị truyện kể về Nam, một thanh niên đã thành đạt với một công ty cũng đã mở ra được 4 năm rồi. Điều gì đã ập đến với cả chàng thanh niên này? Thì ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện này qua phần diễn đọc Ngọc Lâm. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm, xin trân trọng cảm ơn. Nam nhẹ nhàng đi nhẹ xuống dưới biển. Có lẽ từ lâu lắm rồi anh không quay lại nơi này. Đã từ lâu, anh chỉ cắm mặt vào công việc sau 4 năm miệt mài, anh cũng đã có một công ty riêng và một người vợ sắp cưới xinh đẹp, là con của một chủ tập đoàn chuyên nghiệp về du lịch thành phố Sài Gòn. Nam ngẩng mặt lên trên trời hít một hơi thật dài, như để cảm nhận được cái không khí trong lành mát rượi rượi của biển cả Hà Tiên. Nơi mà cách đây 5 năm, anh cũng đã từng đến. Từng cơn gió cứ lùa vào mặt của anh, xuyên qua từng kẽ tóc, từng đợt sóng biển xanh gì cũng mơn man bờ cát, khiến cho tâm hồn của anh như được bay bổng đến kỳ lạ. Anh bước nhẹ vào một quán nước sát bờ biển, gọi riêng cho mình một quả dừa tươi. Anh ngồi đó suy nghĩ về những chuyện sắp tới. Anh nghĩ về Thu, người vợ sắp cưới của anh. Không biết giờ Thu có nghĩ đến anh hay không. Anh chỉ ước có Thu ở bên cạnh của mình lúc này. Đáng nhẽ ra anh và Thu đều cũng đi đến đây, nhưng Thu đã phải cùng cha bay sang Nhật để mà ký kết cái bản hợp đồng hợp tác phát triển khu du lịch resort biển Hà Tiên, nên cô đã không thể đi được cùng với cả anh. Anh cũng muốn xả hơi một hai ngày để bắt đầu một tương lai mới, một cuộc sống mới, nên anh đã quyết định vẫn đi một mình, dù rất là đơn côi và trống trải. Hoàng hôn dần dần cũng đã chìm xuống. Nam nhìn qua chiếc đồng hồ lúc này cũng đã là hơn 6 giờ chiều. Anh trả tiền rồi nhẹ nhàng bước về khách sạn sang trọng bậc nhất ở gần đó. Lên phòng, anh muốn nằm vài phút rồi tắm một cái cho thoải mái. Nhưng cơn buồn ngủ bất chợt từ đâu đó đã kéo đến, khiến cho anh chìm nhẹ vào trong giấc ngủ từ lúc nào mà chẳng hay. Bỗng ở đâu đó anh nghe văng vẳng có tiếng khóc nỉ non từ đâu đã vọng về. Tiếng khóc đó vừa gần vừa xa, tiếng khóc như ai oán, thê lương nhưng tủi phận, như oán trách, khiến cho bất kỳ ai nghe thấy cũng đã phải rùng mình. Anh mở mắt ra nhìn quanh bên trong phòng thì không có thấy ai cả, hình như tiếng khóc như là đang phát ra từ phía trong nhà tắm. Anh vã cả mồ hôi hột, run rẩy tiến nhẹ vào trong phòng. Ánh mắt của mình thì nhìn chăm chăm vào cửa nhà tắm, bỗng anh giật nảy mình. Chân tay thì cũng rã rời. Ở góc phòng tắm, anh thấy có một người đầu tóc rũ rượi đang ướt nhách. Trên tay của họ thì đang bế một đứa bé, da trắng bệt. Nước từ hai mẹ con chảy xuống tong tòng ở trong phòng tắm. Dường như họ không để ý đến Nam. Họ không quan tâm đến bất kỳ sự xuất hiện gì của anh. Cho đến khi anh tiến sát lại gần, thì khuôn mặt của người mẹ lúc này cũng đang ngoảnh lên từ từ. Nam giật mình hét lên một tiếng thật to. Anh vùng dậy ngơ ngác nhìn xung quanh. Thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi của anh đã đổ ra như tắm. Mắt của anh ráo rác nhìn lại xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì. Anh vỗ tay mạnh lên trên trán của mình như để chấn tĩnh lại tinh thần. Ngồi dậy, anh châm điếu thuốc hít một hơi. Rồi nhìn đồng hồ cũng đã là 8 giờ 12 phút. Anh lấy bộ quần áo bước vào trong nhà tắm với tâm trạng mệt mỏi vô cùng. Ăn xong bữa tối thì cũng đã là hơn 9 giờ. Anh không có muốn về phòng, anh muốn đi dạo ở biển cho bớt ngột ngạt, bớt căng thẳng đầu óc. Cơn mưa lúc tối khiến cho anh mệt mỏi vô cùng. Anh nhẹ bước đi men theo bờ biển, cứ ngẩn ngơ mà không biết anh đã đi quá xa. Bất chợt từ đâu đó có một luồng gió lạnh thổi qua khiến cho anh chợt rùng mình. Anh tự nhủ, thời tiết nóng như vậy mà có chút gió cũng lạnh được, quả thực là lạ đấy.
Bất chợt từ phía đằng xa xa, có bóng một người áo trắng đang từ từ bước xuống dưới biển. Anh lẩm nhẩm, đúng là bọn điên, giờ này mà còn đi ra biển tắm. Đúng là cái bọn trẻ bây giờ, nó thực sự là kỳ hết mức à. Nhưng bóng trắng đó thì cứ dần dần đi xa ra, rồi chìm dần, khiến cho anh cũng cảm thấy giật mình. Anh liền đã hốt hoảng hét to và chạy tới. Ê, cô gì ơi? Đừng đi. Nhưng vừa tới nơi thì cô gái đó bỗng vụt biến mất. Anh đứng khựng lại, dụi dụi lại ánh mắt của mình, không thấy cô gái kia đâu cả. Sóng biển thì vẫn cứ rì rào vỗ nhẹ từng cơn. Anh bất chợt dùng mình, suy nghĩ về cái điều vừa xảy ra. Ai cũng chẳng có thể lý giải được, nhưng có một điều, bóng dáng của cô gái ấy sao quen đến một cách lạ thường, như rằng anh đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, thậm chí là còn rất gần gũi nữa. Bước chân về phòng, Nam vẫn còn bị ám ảnh bởi cái hình dáng quen thuộc đó. Anh ngửa cổ tu hết một hơi nước chanh lạnh ở trong tủ. Thay đồ xong, anh tính gọi điện cho Thu, thì bỗng ở đâu đó chuông điện thoại ở khách sạn bàn đã reo lên. Anh nghĩ trong đầu của mình, có cho ai số máy khách sạn đâu ta? Hay là lễ tân gọi có việc gì vậy? Vừa nhấc máy lên. Alo, ai vậy? Bên kia không có lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng rè rè kèm theo là tiếng sóng biển rì rào mà thôi. Anh vẫn tiếp tục. Alo? Alo, ai vậy ạ? Trả lại con cho tao. Một giọng nói chua xót vang lên ở trong điện thoại khiến cho Nam giật mình đánh rơi cả ống nghe xuống dưới sàn nhà. Anh lùi lại ngồi bệt xuống dưới giường. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với anh, một người sống độc lập, từng trải, thì mấy cái chuyện ma mị đối với anh chỉ là chuyện vớ vẩn. Anh không có tin, cũng không bao giờ nghĩ rằng ma có thật ở trên đời này. Nhưng ngày hôm nay, anh đã cảm thấy sợ. Anh không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra đối với cả anh. Sao nó lại đến với anh như vậy? Là ma thật hay chỉ là chuyện đùa cợt của một kẻ vô công rồi nghề nào đó? Đang mải mê, đang chưa suy nghĩ, thì bóng điện bỗng đâu đã lại phụt tắt. Anh tính đứng dậy gọi lễ tân, thì nó lại có. Bỗng cứ lập lòe như là một con đom đóm trong đêm. Bỗng cái bóng điện đó ở trong phòng của anh nổ một cái vỡ toang. Bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Nam hoảng hốt tính mở cửa phòng chạy ra bên ngoài. Thì két một tiếng, tiếng cửa phòng từ từ mở ra, hắt một chút ánh sáng yếu ớt vào trong phòng, kèm theo một luồng gió lạnh từ đâu đó thổi vào. Nam lạnh người, chân tay thì lạnh cóng, dù mồ hôi đã chảy ướt khắp cả người của anh. Ở phía ngoài cửa, một cô gái mặc váy màu trắng, đầu tóc thì rũ rượi, trên tay thì đang ấm một đứa bé trắng bạch, đã đứng đó từ bao giờ. Nước từ trên người của hai mẹ con chảy xuống dưới sàn nhà cứ tong tong, tong tong. Trong khoảnh khắc đó đã vô tình tạo ra những cái tiếng lộp bộp nghe rất là kinh khủng. Đứa bé thì đạp đạp cái chân, miệng thì khóc ré lên từng hồi. Còn cô gái áo trắng thì luôn miệng nói, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao, mày phải chết, mày phải chết. Khuôn mặt của cô cũng từ từ ngước lên. Nam vừa nhìn thấy thì chỉ kịp hét lên một tiếng, trời ơi, Lệ Hoa. Cách đây tròn 6 năm, anh và Lệ Hoa quen nhau ở trong một buổi dã ngoại ở Bến Tre. Anh và cô nhanh chóng đã yêu nhau. Lệ Hoa là một cô gái trắng trẻo, xinh xắn cũng vào số 1, số 2 ở trường Đại học Văn Lang thành phố Hồ Chí Minh. Vừa tốt nghiệp ra trường, cô và nhóm bạn đã rủ nhau về miệt vườn ở Bến Tre để chơi. Quê của Lệ Hoa thì mãi ở tận xa Đồng Tháp. Cô và anh dù mới yêu, nhưng dường như họ cũng đã là của nhau. Thời gian đó, Nam vừa vào làm cho một công ty du lịch ở đường Kha Vạn Chân thuộc quận Thủ Đức. Công việc mới kèm theo kinh tế khó khăn nên Lệ Hoa chuyển qua phòng của Nam ở. Vừa chăm lo nấu ăn, vừa đi làm để cho Nam có thêm tiền trang trải cho những dự định dự án của Nam. Hai người sống thật hạnh phúc, ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một cặp vợ chồng trẻ tuyệt vời nhất. Sau hơn một năm yêu nhau và không ngừng vun vén, Nam quyết định 3 tháng nữa sẽ đưa Lệ Hoa đi biển và Hà Tiên. Nam nói ở đó biển rất là đẹp, muốn bù đắp cho Lệ Hoa những ngày tháng vất vả. Vẻ vui mừng không thể giấu nổi sau khuôn mặt đẹp thánh thiện của Lệ Hoa. Cô dụi đầu vào ngực của anh thì thầm nói những từ cảm ơn.
và cô thấy mình là một người may mắn, thực sự hạnh phúc. Nhưng họ chỉ hạnh phúc thêm được khoảng một thời gian ngắn nữa, trước khi chuyến đi Hà Tiên diễn ra và trước khi Thu đến. Thu là con gái của một chủ tập đoàn du lịch mà Nam đang làm. 2 năm qua Nam không hề gặp cô. Dù có nghe nhân viên ở trong công ty bàn tán rằng con của giám đốc là một mỹ nhân, vừa đẹp lại vừa giỏi giang, lại có tính thương người. Cô vừa bảo vệ luận án tiến sĩ ở một trường danh tiếng bên Anh Quốc về. Cô quyết tâm về Việt Nam làm việc và giúp đỡ cho bố của mình. Đang trong công ty thì Nam bỗng chết cứng người khi lần đầu tiên gặp con của giám đốc. Quả như là lời đồn không sai, với khuôn mặt xinh như một bông hoa hồng vừa mới chớm nở, với nét ăn mặc kín đáo và cực kỳ sang trọng, với chiếc váy bó sát người làm cho Nam thất thần đơ đi vài phút. Thu cũng đã nhận ra sự bối rối trong mắt của Nam và cô cũng cười dịu dàng lại với cả anh. Nam chủ động nói chuyện với cả Thu. Anh và cô có vẻ rất hợp gu của nhau. Anh được Thu mời đi ăn tối và tất nhiên anh không hề từ chối. Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Thu cũng đến công ty, vừa là để làm việc cho ba của cô, vừa là để gặp Nam. Thu cảm nhận như có một tình yêu sét đánh vừa giáng xuống đầu của cô. Còn Nam, trong đầu của Nam thì lại đầy mưu tính. Thực ra Nam yêu Lệ Hoa, nhưng nếu như yêu Thu và lấy Thu thì sự nghiệp của Nam sẽ cực kỳ thăng tiến. Vừa bước chân về tới phòng, Nam đã thấy Lệ Hoa chạy ra tỏ vẻ vui mừng. Em báo anh một tin mừng nhé. Tin gì vậy? Em có thai 1 tháng rồi. Trái với những gì Lệ Hoa đang suy nghĩ, mặt của Nam bỗng tối sầm lại. Anh gạt tay cô ra lạnh lùng nói. Phá đi. Còn cái gì bây giờ? Công việc còn chưa đâu vào đâu. Mà đeo thêm con thì hỏng hết à? Sao tháng trước anh nói là có con thì chúng mình cưới nhau mà? Nam ậm ừ rồi gắt. Đấy là lúc tôi thiếu suy nghĩ. Còn bây giờ thì không có con cái gì cả. Cô không bỏ đứa bé thì tôi đi đấy. Nam biết Lệ Hoa là người sống tình cảm, cô sẽ không bao giờ bỏ đứa con, nên anh đã cố tình ép cô nhằm chia tay với cả Lệ Hoa để mà đến với cả Thu. Lệ Hoa mặt nhạt nhòa lệ, cô không nghĩ người đàn ông mình yêu thương bấy lâu nay lại thốt lên những lời nói như vậy. Cô gạt nước mắt hỏi anh. Anh không yêu em nữa hay sao? Anh còn nhiều công việc, em đừng có hỏi vớ vẩn nữa. Mai anh đưa em đi phá thai. Lệ Hoa sợ hãi nhất quyết không chịu. Cô lấy xe máy chạy đi ra khỏi nhà. Còn Nam, tắm giặt xong thì anh lại hẹn hò với cả Thu để lên trên quận 1 đi ăn món bún chả nướng mà anh đã hứa đưa Thu đi từ chiều ngày hôm nay. Còn Lệ Hoa ra khỏi nhà kèm với cả nước mắt, cô cảm thấy chênh vênh, cô độc đến nhói lòng. Cô đưa tay lên xoa vào bụng của mình, thầm nói. Không sao đâu con, chắc là bố mệt vì công việc đó thôi. Bố sẽ không bỏ mẹ con mình đâu. Cô lái xe chậm chậm đi lên nhà một người bạn ở trên thành phố. Nam và Thu đang nắm tay nhau đi dọc phố Bùi Viện. Hai người cứ như đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thi thoảng thì lại quay sang nhìn nhau một cách rất tình tứ. Bỗng Nam bỗng giật nhẹ tay của Thu lại. Nam đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn nồng ấm và đầy say đắm. Hai trái tim dạo dược biết nhường nào. Họ siết chặt nhau, chìm đắm trong cái men say tình ái. Mà có biết đâu, cách đó 15 mét, có một đôi mắt ướt đẫm lệ cũng đang chằm chằm nhìn vào hai người. Đó chính là Lệ Hoa. Tối ngày hôm đó Nam về muộn, anh không thấy Lệ Hoa đâu cả. Anh gọi điện cho cô, nhưng máy thì lại không liên lạc được. Anh chỉ thấy có dòng chữ cô đã để lại ở trên bàn. Những dòng chữ đã ướt nhòe bởi nước mắt. Anh yêu, em đã thấy tất cả. Em và con sẽ không ngăn cản hạnh phúc của anh. Chúc anh được hạnh phúc. Đừng tìm đến em nữa, Lệ Hoa. Nam lúc này thì ngồi phịch xuống dưới ghế, rồi anh cũng cười nhẹ. Anh nghĩ không ngờ lại như thế này. Tuy có chút ân hận và buồn, nhưng những cám dỗ của Thu và khối tài sản của nhà cô cũng đã khiến cho anh không cần nghĩ thêm gì nữa. Một tuần sau, Thu và anh đã đi du lịch ở bên Singapore để mọi thứ chìm lại vào trong lãng quên phía đằng sau.
Nam mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang nằm ở trên giường trắng tinh. Ngoài cửa sổ từng ánh nắng le lói hắt vào bên trong phòng khiến cho anh chói nhíu đôi mắt lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy có một chị y tá bước vào. Chào mừng anh đã tỉnh lại. Hôm qua anh gặp chuyện gì vậy? Bọn em đã khám cho anh rồi. Anh không có sao đâu. Chỉ có bị tụt huyết áp mà thôi. Em cũng chuyển cho anh một chai nước biển rồi. Hôm nay anh sẽ khỏe lại thôi ạ. Đây là đâu vậy hả cô? Dạ, đây là phòng y tế của khách sạn Century Hà Tiên ạ. Nhìn lên đồng hồ lúc này cũng đã là 9 giờ sáng. Anh cảm thấy người mệt mỏi vô cùng. Cảm giác lo lắng, bồn chồn khiến cho anh khó chịu. Anh muốn về lại Sài Gòn ngay lập tức. Nhưng với sức khỏe hiện tại, chắc anh không thể tự lái xe đi được. Trong đầu của anh hiện lên vô số những câu hỏi. Tại sao lại là Lệ Hoa? Cô ấy làm sao? Hay là cô ấy đã... Nghĩ được đến đây, anh cảm thấy sự sợ hãi không có dám nghĩ thêm nhiều điều gì nữa. Bỗng đầu tiếng chuông điện thoại bàn đã lại reo lên. Nam thất thần không có dám nghe. Anh lảo đảo bước ra khỏi phòng, rồi thẫn thờ đi ra ngoài biển. Trời nắng gió biển khô hắt vào mặt anh trông thật tiều tụy. Cứ thế, cứ như vậy, anh như một kẻ vô hồn, đi trong sự vô định. Bỗng đầu anh nhìn thấy Thu xuất hiện ngay trước mặt của anh. Cô nở một nụ cười thật tươi và thật là hiền từ, xinh xắn mà bất kể ai nhìn vào thì cũng bị hút mất hồn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đã làm cho anh mê mệt ngay từ những ngày đầu tiên. Quên đi sự mệt mỏi và đau đớn, anh đã mừng rỡ reo lên. Em về lúc nào vậy? Sao em biết anh ở đây? Thu không nói gì, chỉ cầm tay anh rồi kéo nhẹ anh đi. Nam như người mất hồn cứ đi theo mà không biết mình đi đâu. Cứ thế, cứ như vậy, anh cứ đi cùng Thu xuống dưới biển, xuống dần dần, cho tới khi nước cũng đã tới bụng, tới ngực, tới cổ của anh. Bỗng có một cánh tay túm lấy áo của anh lôi ngược trở lại, kéo anh lên bãi cát gần đó. Giọng của một người đàn ông đã hét lên. Cháu bị điên sao? Là thằng đàn ông, sao lại phải chết đi như vậy cơ chứ? Việc gì cũng có thể giải quyết được mà, chết là ngu. Nam bỗng giật mình lết người đi ra bờ biển, vừa lết vừa hỏi với cái giọng run run. Cô gái đi cùng cháu đâu rồi ạ? Cô ấy đâu? Cô gái nào? Dạ, cô Thu bạn của cháu ạ. Ơ kìa, cháu hỏi gì kỳ vậy? Nãy giờ chú ngồi quán nước ở đây, có thấy ai ngoài cháu đâu. Chú thấy cháu cứ từ khách sạn đi ra rồi đi ra thẳng bờ biển mà. Thôi đi vào quán của chú đi, uống ly nước dừa cho tỉnh táo đã nhá. Vào đến quán chú lại hỏi. Thế có chuyện chi mà cháu lại tự tử như vậy? Dạ không, cháu đâu có... Nói đến đây thì anh chợt nghĩ mình cố giải thích cho chú ấy không tin. Nên thôi đành phải kệ vậy. Anh đưa miệng uống từng ngụm nước dừa, cảm thấy người thư thái hơn đôi phần. Bỗng giọng của chú ấy đã lại vang lên. Ôi, giới trẻ bây giờ tài thật đấy. Cứ buồn chuyện gì là lao đầu đi tự tử. Cách đây 3-4 năm gì đó, cũng có một cô gái đã tự tử ở đây. Thương tâm lắm cháu ạ. Không biết là tự tử lúc nào ấy, nhưng sáng ra đã thấy xác của cô ta dạt vào bờ biển. Công an tới họ khám nghiệm hiện trường, bảo chết tự tử từ đêm ngày hôm trước. Nam lúc này thì mặt mày tối sầm lại, anh cảm thấy choáng váng. Anh cố định thần lại hỏi. Chú có biết tên cô ấy là gì không ạ? Ôi giời, ai mà biết được chứ. Nom nhưng mà nhìn trẻ lắm, mà đau lắm cháu ạ. Khi công an khám nghiệm tử thi, họ còn thấy cô gái đang mang thai được 3 tháng rồi cơ. Tội nghiệp. Đứa trẻ thì làm gì có tội cơ chứ, mà nỡ chết vì cái oan trái của người lớn. Nam nghe xong thấy vậy thì loạng choạng đứng dậy trả tiền ra về. Chú chủ quán thì liền xua tay. Thôi, chú không lấy tiền đâu. Về đi, đừng có nghĩ quẩn nữa đấy nhá. Bữa nào ghé chú uống nước chơi. Nam dạ một câu rồi định bước đi. Như chợt nhớ ra một điều gì, anh đã liền quay lại hỏi. Dạ, chú cho cháu hỏi, thế cô gái ấy bây giờ chôn ở đâu ạ? Công an khám nghiệm xong thì mang ra cái nghĩa trang ở đằng kia chôn kìa kìa. Nhưng mà năm ngoái, người nhà họ chuyển về rồi. Hôm ấy chú cũng ra xem, mới biết quê hương của cô dì Hoa ấy, quê ở tận Đồng Tháp cơ. Bây giờ đến đây thì Nam bỗng khuỵ người xuống, chắc chắn là cô ấy rồi. Nam thấy ở trong lòng tự nhiên trào lên một sự ân hận vô cùng. Anh cứ nghĩ Hoa sẽ bỏ cái thai hay là sẽ về quê sống. Không ngờ cô lại ấu trĩ tìm đến cái chết.
ở đúng cái nơi mà ngày xưa anh hứa sẽ đưa cô đi. Hoa ơi, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao chứ? Nam bỗng lại nghe văng vẳng bên tai của mình. Tại mày, trả lại con cho tao. Những câu nói cứ đi thẳng vào trong trái tim của Nam, vừa giận hờn, vừa ai oán, lại vừa trách móc thê lương. Này, cháu có sao không vậy? Có làm sao không? Lúc này Nam giật mình đứng dậy, miệng thì lắp bắp trả lời. Dạ không, cháu không sao ạ. Anh lầm lũi bước trở về khách sạn. Bước lên trên phòng, mọi thứ đã được dọn gọn gàng sạch sẽ. Bóng điện cũng đã được thay cái mới. Anh gọi Lễ Tân lên xin 2 viên thuốc đau đầu, kèm theo một ít bánh mì và chút sữa. Cứ gọi vậy, nhưng không biết là mình có ăn được hay không. Miệng của anh lúc này thì đã đắng ngắt lại và khô không khớp. Thôi cứ phải cố ăn cho hết, mình cần phải khỏe để mà về được Sài Gòn chứ. Tránh xa cái nơi này, cái nơi quỷ quái và đầy ám ảnh đối với cả anh. Vừa định đưa chiếc bánh mì lên trên miệng, thì anh thấy bàn tay của một đứa trẻ con giơ ra trước mặt. Bàn tay nhỏ xíu, nhưng khuôn mặt thì kháu khỉnh. Nó nhoẻn miệng cười với cả anh. Nam nhìn chằm chằm vào đứa bé, anh hỏi. Con muốn ăn ư? Bố mẹ của con đâu? Bố đây chứ đâu? Còn mẹ đang ở ngoài biển. Bố đến đây sao không thăm con? Sao bố không cho con ăn? Bố Nam. Nam lúc này tái mặt, giật mình một cách hoảng hốt, nhìn chăm chăm vào đứa trẻ. Chiếc bánh mì ở trên tay từ bao giờ của anh đã bị bóp nát. Hai tay nắm chặt, giọng thì run run. Nam hỏi. Cháu tên là gì? Ai là bố của cháu? Con tên là Hoàng Hận, bố của con là Hoàng Nam, mẹ của con là Lệ Hoa. Đứa bé vừa trả lời tới đây thì khuôn mặt của nó trở nên biến dạng, màu da trở nên trắng bệch, cơ thể thì phình to lên dần dần. Từ miếng thịt ở trên cơ thể rụng rơi bong chóc ra trước mặt, cả căn phòng thì tràn ngập mùi tử khí, xù uế đến kinh người. Anh đã vội vàng điện thoại cho nhân viên, cử người xuống đón mình về thành phố ngay lập tức. Những tưởng được một chuyến đi đầy thú vị, ai ngờ sự việc lại xảy ra một cách kinh khủng đến như vậy. Không ngờ cái nơi đẹp nhất của miền Nam này lại là nơi mà Lệ Hoa đã tìm đến cái chết. Anh đã đẩy mẹ con của cô ấy đến tận cùng của sự sống. Ôm hai tay lên trên trước mặt, nước mắt của anh bắt đầu lã chã rơi. Anh cũng không biết tại sao mình lại khóc, vì sự ân hận hay là lòng thương hại, hay vì là sự sợ hãi. Liệu mai về thành phố rồi, linh hồn của hai mẹ con cô ấy có còn ám ảnh mình nữa hay không? Hai ngày sau khi đã trở lại thành phố, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, nhưng nhẹ đi hơn nhiều. Nhưng đối với cả Nam thì anh vẫn chưa phần nào được yên tâm. Anh lộ rõ ra cái sự mệt mỏi và sự sợ hãi. Hôm nay anh đã quyết định đi Sóc Trăng. Ở đó anh có nghe có một thầy bùa người gốc Miên cực kỳ là cao tay ấn. Ông ta có thể nuôi và bắt ma thì tùy ý. Đường vào nhà của thầy cũng khá xa, từ thị xã Vĩnh Châu đến nhà thầy cũng tầm 40 cây số. Đi được khoảng 20 km thì đường nhỏ, xe ô tô không thể vào được. Sông ngòi thì chẳng chịt, ghe thuyền thì bé, cây cối tùm. Nam đã bảo lái xe thuê khách sạn ở ngoài này, rồi một mình anh thăm hỏi đường đi một mình. Anh không muốn lái xe của mình biết những cái chuyện không hay trước đây, bởi nếu anh ta biết thì Thu cũng sẽ biết. Anh muốn mình thực sự trong sáng trước gia đình của cô. Đó là cách tốt nhất để anh toan tính lấy Thu kèm theo cái khối tài sản kích xù kia. Chứ thực ra, trong tim của anh cũng không hề yêu Thu nhiều như anh nghĩ. Chiếc ghe lúc này thì tròng trành, đưa anh lách qua những cái dãy dừa nước mọc thành hàng. Cảnh tượng ở quê, cộng thêm cái không khí mát mẻ làm cho con người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Giọng của cô chèo ghe hỏi nhỏ. Anh đến nhà thầy Tư hả? Chắc có chuyện về tâm linh phải không? Nam cười nhẹ và không có nói gì. Anh cố tình lẩn tránh câu hỏi lẫn suy nghĩ về Lệ Hoa. Không có gì đâu cô. Mà thầy Tư có giỏi thật không ạ cô? Thầy không giỏi thì ai giỏi mới được cơ chứ. Trước thầy ở bên Campuchia ấy, học pháp ở bên đó,
thầy về Việt Nam chủ yếu là làm phước mà thôi, chứ thầy không có lấy tiền của người nghèo. Nhưng không phải ai thầy cũng giúp, nhất là mấy cái người sống không có đức ấy. Cô gái nói đến đây thì bỗng Nam giật mình, anh lo lắng ra mặt. Cũng đúng thôi, nếu là thầy không giúp thì anh cũng chả biết phải làm sao. Cô gái lại nói, mà anh này, vợ con anh quê ở đâu? Nhìn chị nhà xinh quá nhỉ, đứa bé cũng khôi ngô nữa. Con anh chắc cũng tầm 3-4 tuổi rồi đấy chứ. Vợ nào? Con nào vậy? Tôi độc thân mà. Cô nói gì kỳ vậy? Mà các anh này kỳ vậy. Tôi thấy thì tôi hỏi thăm, chứ tôi có biết gì đâu. Cô thấy gì vậy? Giọng của Nam lắp bắp hốt hoảng hỏi cô lái ghe. Thì lúc anh đi ra tới đây, anh đi cùng một cô gái mặc váy trắng kia kìa, và một cậu bé con gì. Lúc lên ghe thì tôi còn thấy họ cười và nhìn anh nữa đó. Không phải vợ con anh thì chắc là người quen hả? Tôi hỏi chơi chi mà anh cáu với tôi vậy? Nam bám chắc vào thành ghe. Người của anh túa ra một cách đầy mồ hôi, khiến cho chiếc áo sơ mi trắng của anh đã dính chặt vào cơ thể. Chiếc ghe chòng chành lách qua một con lạch nhỏ, rồi đã đỗ lại. Cô gái chỉ tay vào trong cái rừng cây tùm ở phía trước mặt rồi nói. Đó, nhà thầy bên trong đó đó. Anh lên đi bộ chừng 50 mét thì là tới. Tôi sẽ chờ ở đây. Nam bước lên trên thuyền, đi được một đoạn ngắn thì phía sau những lùm cây đã hiện lên một ngôi nhà hai gian khá nhỏ, được lợp bằng những lá tàu dừa đúng chất Nam Bộ. Anh đang suy nghĩ cách nào để có thể cho thầy giúp, chứ theo lời của cô gái nói thì chắc là anh sẽ bị từ chối ngay. Duyên bắt đầu từ số, nghiệp bắt đầu từ lòng tham. Ai sinh ra cũng đều có duyên số, nhưng do lòng tham mà tạo nghiệp giết chết duyên số của mình. Cậu hãy về đi. Nghiệp gieo ở đâu thì trả ở đó. Trả hết nợ duyên thì nghiệp sẽ tự khắc tan biến. Nam bỗng giật mình vì câu nói của thầy Tư. Trong lúc anh còn đang mải mê suy nghĩ thì thầy đã đứng ở đó từ bao giờ. Nhìn thầy chắc cũng tầm ngoài 60 tuổi với bộ râu trắng tinh và dài phất phơ trước gió. Nhìn thầy thật là hiền từ, giống như một ông tiên mà Nam hay thấy ở trong các câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ anh vẫn thường hay đọc. Anh nói, dạ thưa thầy, thầy biết chuyện của con ạ? Chắc anh không biết. Trước khi anh đến đây 3 tiếng, tôi đã gặp mẹ con của cô ấy. Thầy thở dài rồi lại nói tiếp với cái giọng trầm trầm. Giờ âm dương hai phía cũng là lỗi ở anh. Tôi khó lòng mà có thể giúp được. Trừ khi... Dạ, trừ khi nào hả thầy? Mắt của Nam bỗng lóe lên một tia hy vọng. Trừ khi anh chết, hoặc là cô ấy sống lại mà thôi. Hả? Dạ, xin thầy giúp con ạ. Con không thể chết được. Cô ấy sống lại thì lại càng không thể ạ. Nếu tôi làm cho linh hồn của cô ấy sống lại với cả một cơ thể khác, một người vắn số, yểu mệnh, vậy thì... Anh có lấy cô ấy hay không? Dạ, cái này không thể được ạ. Dạ, thưa thầy, tôi đã đính hôn với một người khác rồi ạ. Đính hôn? Đính hôn vì tiền ư? Thầy cười nhẹ rồi lắc đầu đi vào trong nhà. Nam bước theo rồi lại với cái giọng nài nỉ. Dạ, con đi mấy trăm cây số xuống tận đây. Con chỉ mong thầy giúp con một chút thôi ạ. Con thực sự là con không muốn chết ạ. Bây giờ chỉ còn 7 ngày nữa, nếu con thoát được thì con sẽ bình an, còn nếu không, thầy cũng không có giúp được. Chiếu theo luật luân hồi, cô Lệ Hoa phải đi đầu thai từ lâu rồi, nhưng do đã nghiệp nặng, chết oan, lại thêm có phần sinh linh nhỏ nhoi kia nữa, nên không thể siêu thoát ngay tức khắc được. Nếu mấy hôm trước anh không có đến nơi cô ấy chết, thì có lẽ mọi chuyện vẫn cứ sẽ bình thường mà thôi. Nhưng do anh đã khơi gợi nên cái nỗi đau, đúng linh hồn nơi cô ấy vẩn vơ, nên anh đã phải chịu cái nghiệp báo này đó. Tôi sẽ cho anh một lá bùa này. Anh nên nhớ, trong vòng 7 ngày tới đây, không được gần gũi với cả phụ nữ, không được quan hệ xác thịt, không ăn mặn, không đi ra biển, và đặc biệt phải luôn luôn giữ lá bùa này ở bên mình, và nhớ là không được cho ai biết, cũng như là được động chạm đến lá bùa này. Nếu không, anh sẽ chết bất đắc kỳ tử. Linh hồn của anh cũng sẽ bị thoát ra khỏi thân xác.
Nói xong thì thầy đưa cho anh một gói nhỏ giấy màu vàng. Nam run run lấy hai tay đỡ lấy, miệng thì rối rít vừa xin vừa cảm ơn thầy. Anh rút ra hai cọc tiền 500.000 còn nguyên sơ ri trao cho thầy. Thầy lắc đầu gạt bỏ rồi bảo anh cứ cầm về đi. Nghiệp bởi tiền mà ra, sống đừng có vì nó, để cho nó điều khiển mà thêm cái nghiệp nặng. Thầy cũng nhắc con, bùa này chỉ ngăn cho linh hồn con không thoát ra ngoài cơ thể được mà thôi, chứ không ngăn chặn được linh hồn mẹ con của cô Lệ Hoa ở bên cạnh con đâu. Con ráng mà vượt qua được nhá, chịu đựng được 7 ngày sắp tới thì sẽ là 7 ngày con sẽ biết. Dạ, biết gì hả thầy? Thầy lắc đầu không có nói, vẩy tay ra hiệu cho Nam đi về. Biết ý, Nam dần dần lùi bước và cúi đầu chào thầy. Biết ý, Nam đã dần dần lùi bước và cúi đầu chào thầy. Bước ra khỏi nhà thầy với vui buồn lẫn lộn. Vui vì anh đã có lá bùa. Sau 7 ngày anh sẽ thoát khỏi kiếp nạn và sự sợ hãi này để đến với cả Thu. Nhưng anh đã buồn vì 7 ngày tới anh sẽ ra sao cơ chứ? Sẽ vượt qua như thế nào? Lệ Hoa sẽ làm gì anh? Mọi câu hỏi cứ đang đau đáu nhảy múa trong đầu của anh. Về tới thành phố, Nam không khỏi hết buồn phiền khi âu lo. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi, cuộc đời của anh sẽ sang một trang khác. Ngày mai Thu từ bên nước ngoài sẽ trở về để chuẩn bị việc làm đám cưới của hai người. Thời gian cũng sẽ không còn nhiều. Anh cần lên danh sách bạn bè mời cưới, rồi về quê đón bố mẹ lên. Anh tính là sẽ chỉ về đón bố mẹ lên mà thôi. Anh không thích tổ chức ở quê. Ở đó có bà con nghèo, ảnh hưởng đến sĩ diện của anh. Lúc này thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ trưa ngày thứ nhất. Mọi việc có vẻ nhẹ nhàng, êm xuôi hơn anh tưởng tượng. Anh hôm nay sẽ đi chùa. Vâng, 29 năm sống và tồn tại ở trên cõi đời này, anh mới có khái niệm đi chùa. Cũng chẳng vì anh tôn sùng Đức Phật, mà tại anh nghe cô thư ký của công ty thường nói. Lúc em mệt mỏi hay áp lực ấy, em thường hay đi chùa lắm. Cứ đến chùa thì mọi chuyện cũng sẽ qua hết, thanh thản hơn và mọi chuyện cũng trở nên trơn tru, dễ dàng hơn. Ngôi chùa anh tới là ngôi chùa được mệnh danh là Nam Thiên Nhất Trụ, nằm tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Kiến trúc của ngôi chùa không khác mấy so với cả chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội. Hay nói cách khác, nó là bản sao của chùa Một Cột. Nó chỉ khác một điều duy nhất, đó chính là chùa Một Cột ở Hà Nội được thiết kế và xây dựng bằng gỗ quý có từ thời cổ xưa. Còn chùa Một Cột trong Nam thì được đúc bằng bê tông từ những năm 98 đến năm 2000 ở thế kỷ trước. Bước chân vào trong chùa, Nam không khỏi giật mình bởi nét đẹp ở nơi đây. Bên phải của cổng chùa phụ hiện ra một ngôi chùa nhỏ được xây dựng giữa một hồ sen. Từng chiếc lá, bông hoa đùa nhau ngoi lên trên mặt nước mà tỏa hương thơm phức, khiến cho bất kỳ ai bước vào cổng cũng đã đều nhận ra giữa cái không khí bên ngoài cổng chùa và bên trong nó khác nhau đến nhường nào. Còn bên trái cổng là chánh điện, ở giữa chánh điện có một bậc đá, hai bên có hai con rồng đá đang nhe nanh, ngậm ngọc, giống như là cái bậc thang mà mình vẫn thường thấy ở trong những bộ phim Trung Quốc hoặc là thường có mặt ở trong những cung phủ vua chúa. Lúc này Nam cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn hẳn. Anh thầm nghĩ lời của cô nhân viên ở công ty quả là không sai. Nếu biết được trước như thế này, có lẽ tuần nào anh cũng sẽ lui tới chùa. Anh bước lên chính điện vái ba vái, rồi đi sang bên dãy trái, nơi có một hai người ngồi trực sẵn để ghi công đức xây dựng bảo tháp. Ở đó anh thấy có một cô gái trẻ, mặc áo bà ba và một vị sư thầy chạc tầm ngoài 50 tuổi đang ngồi ở đó. Bước nhẹ đến, Nam đã liền cất tiếng. Dạ, bạch sư, xin phép cho con được công đức ạ. Kính mời thí chủ ngồi xuống đây ạ. Giọng nói của sư thầy nhẹ nhàng và ấm áp, thầy tiếp tục nói. Thí chủ muốn công đức như thế nào? Cho tôi xin địa chỉ, tên, tuổi của thí chủ để ghi vào bia công đức cho nhà chùa. Dạ, thưa thầy, con công đức 200 triệu, còn tên tuổi thì thôi ạ. Sư thầy không có tỏ vẻ ngạc nhiên, ông cười rồi nói. Thế thí chủ lần đầu đi chùa, sao lại công đức nhiều như vậy? Hà cớ sao không ghi tên tuổi? Ủa, sao thầy biết con lần đầu đi chùa? Biết chứ, nếu đi chùa nhiều
nhìn bước chân, ánh mắt, cách hành lễ là sẽ biết. Thí chủ ngơ ngác giống như là đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo vậy, thì tất nhiên sẽ là lần đầu, họa chăng là lần hai. Mà phàm thì lần đầu hay là lần hai như vậy, mà công đức lớn như thế thì tất sẽ có hai lý do. Hai lý do? Giọng của Nam có vẻ khó hiểu. Đúng vậy, thưa thí chủ. Có hai lý do mà ở chỗ là 20 năm nay tôi vẫn gặp. Thưa thầy, đó là lý do gì ạ? Một là người sắp chết. Hai là người tạo nghiệp chướng, muốn công đức vào để mà mang lại sự tin tưởng, sự tin yêu, sự bình an trong tâm hồn, sự yên tâm trong cuộc sống, để không bị cấu xé bởi lương tâm và cái sự sợ hãi. Thưa thầy, thế theo thầy nghĩ thì con thuộc trường hợp nào ạ? Cả hai. Giọng của thầy đáp cụt lùn khiến cho Nam cảm thấy loạng choạng. Xíu nữa không có cái cột thì anh đã ngã ngửa ra rồi. Anh lại nói tiếp. Sao thầy lại biết tài thế ạ? Thầy chỉ lắc nhẹ cái đầu mà không nói. Nam lại tiếp tục. Vậy có cách nào hóa giải được không hả thầy? Nghiệp gieo ở đâu? Thí chủ trả nợ đúng nơi đó. Đó chính là luật nhân quả của Phật Pháp vi diệu. Tuy nhiên thầy muốn tặng con cái này. Nếu con ngày nào cũng đọc thì sẽ bớt được nghiệp kiếp. Nói xong rồi thì sư thầy đi vào trong kệ sách, lấy ra một quyển kinh. Trên bìa có ghi dòng chữ màu vàng rất là đẹp. Kinh sám hối, tu sửa nhân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng. Thầy dặn, nếu con rảnh vào ngày nào con cũng nên đọc một lần, con sẽ thấy hiệu nghiệm. Nam cảm ơn thầy rồi xin phép ra về. Anh thầm nghĩ, đọc sách mà giải trừ được nghiệp chướng thì nhân loại này chả bao giờ khổ vậy. Đúng là nhảm nhí. Ra khỏi cổng chùa, anh vừa vứt quyển kinh vào trong thùng rác mà chẳng thèm mảy may suy nghĩ. Anh đâu có biết, hành động vừa rồi là kết cục bi thảm cho cả cuộc đời của anh. Về tới nhà cũng đã tầm 7 giờ tối, Nam nằm vật ra giường. Anh cảm thấy thoải mái hơn, nhưng mấy ngày trải qua những cái sự việc như vậy cũng khiến cho anh không giấu nổi cái sự mệt mỏi. Mai là Thu đã về rồi, anh phải ra sân bay để mà sớm đón cô. Còn phải cùng cô đi mời bạn bè đi chụp hình dã ngoại hôm cưới nữa. Rồi về quê đón ba mẹ, có lẽ anh phải cho lái xe về đón. Chứ còn công việc của anh như vậy, chắc anh cũng không thể về nổi. Bao nhiêu công việc đang chờ đón anh nhắm mắt vào mà ngủ lúc nào không hay. Đang thiêu thiêu ngủ, anh bỗng thấy bàn tay lạnh vuốt vuốt nhẹ vào má của anh. Kèm theo đó là một tiếng nói mơ hồ, mênh mang. Giọng nói như từ ở cõi xưa vọng về. Bố Nam, dậy đi. Dậy đi, dậy đưa Hận và mẹ Hoa đi chơi. Nam mở mắt ra thì thấy Hoa và cậu bé đang đứng nhìn anh, vẻ mặt đầy yêu thương, trìu mến. Anh vui vẻ bế đứa con vào lòng. Anh cười hỏi, con muốn đi đâu nào, để ba đưa con đi? Dạ, ba đưa con đi biển nhé. Không được. Biển xa lắm, ba bận nên không đi được bây giờ. Vậy ba tắm với cả con có được không hả ba? Được chứ, ba con mình và cùng mẹ đi tắm nhé. Nói rồi Nam dắt tay đứa bé vào trong phòng tắm đóng cửa lại. Anh nói vọng ra, mẹ Hoa chuẩn bị quần áo cho hai ba con nhé, không cho mẹ Hoa tắm chung đâu. Anh bật vòi nước nóng, xả đầy bồn tắm, cả hai cha con vui đùa, ngụp lặn thật hạnh phúc. Bỗng đứa bé nói, con thích ở dưới nước lắm ba ạ. Lần đầu tiên con được ở dưới nước là cùng mẹ Hoa đó ba. Con cũng bị chìm trong nước như thế này này. Nói rồi đứa bé nằm ngửa lên, xòe hai bàn tay, hai chân nổi lềnh phềnh ở trong bồn tắm, giống như là một người chết trôi vậy. Nam nhìn thấy vậy thì khẽ rùng mình rồi nói, Ê con, đừng có làm như vậy nữa nghe không, như vậy là không có tốt đâu. Đứa bé lại nói, thật mà ba, ba làm thử như con xem. Nói rồi nó lấy hai vai túm lấy cổ của Nam, bóp chặt rồi ấn anh chìm nghỉm xuống dưới nước. Lúc này thì Nam vùng vẫy không thể thở nổi. Anh vừa bị ngạt thở, lại vừa bị ngạt nước. Nước chui vào trong mũi của anh, chui vào trong phổi, trong thực quản,
trong dạ dày của anh khiến cho anh sặc sụa vùng vẫy. Càng vùng vẫy, anh càng đuối sức. Đứa trẻ thì tỏ ra thích thú cười khăng khạc. Tiếng cười khanh khách của nó nhấn chìm Nam xuống dưới dòng nước sâu. Nam cố mở mắt, lấy hai tay gỡ tay của đứa trẻ ra nhưng vô ích. Trên khuôn mặt của nó biến dạng dần dần. Khuôn mặt của nó ngày càng trở nên trương phình lên như một quả bóng, trắng nhờn. Hai mắt thì lồi hẳn ra bên ngoài như là hai con ốc bươu, đỏ lòm, tanh tưởi. Trong miệng của nó cười chỉ duy nhất có bốn cái răng nanh nhọn hoắt. Nó nói, bà về với cả mẹ con nhá. Bà. Vừa dứt lời, bỗng có một luồng điện đánh xoẹt vào cả hai, khiến cho thằng bé bị bắn ra khỏi bồn tắm. Nó gào giống lên một hồi rồi biến mất dạng. Nam nhìn hình bong bóng loãng ra, rồi tan biến, kèm theo câu nói. Ba phải về với con. Ngay lúc này Nam đã giật mình tỉnh dậy. Nam thấy mình đang nằm ở trong nhà tắm từ bao giờ. Toàn thân của anh lấm tấm mồ hôi ướt sũng. Nhớ lại chuyện vừa rồi, anh đã thò tay vào túi, thì may thay, lá bùa vẫn còn ở đây. Anh thầm nghĩ phải chăng lá bùa vừa rồi đã cứu mình lấy một bản thua trông thấy. Nam lúc này giật mình mở mắt ra. Trong phòng tắm như không có điều gì xảy ra vậy. Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Duy chỉ có điều khác biệt là trên tay của anh thì vẫn cầm chiếc quần. Và trong chiếc quần đó có chiếc bùa hộ mệnh cho anh. Anh thầm nghĩ nếu lúc đó anh vô tình không cầm vào chiếc quần thì số mệnh của anh đã không biết ra làm sao. Có lẽ ông trời chưa muốn anh phải chết. Anh đã vội vàng lau người, mặc vội bộ quần áo lót vào rồi đi ra. Anh không quên mang theo lá bùa cho vào trong túi quần. Có lẽ từ giờ làm việc, anh cũng sẽ phải cầm nó luôn luôn ở bên mình, ngay cả khi đi tắm. Ủa, sao chồng tắm nhanh vậy? Nam giật mình bởi tiếng hỏi của Thu. Anh tráng qua người thôi. Sáng chồng cũng tắm rồi mà. Vậy mà kêu là em vô tắm chung hả? Chồng xạo quá đi. Đâu có. Nam cúi mặt trả lời nhanh, rồi đi vào trong phòng. Thu dọn dẹp và tắm giặt xong xuôi cũng đã là hơn 10 giờ tối. Cô bước vào thì thấy Nam đã ngủ từ bao giờ. Cô nhẹ nhàng rón rén bước lên giường. Cô không muốn đánh thức anh dậy. Cô muốn anh được nghỉ ngơi. Nằm bên cạnh, cô mỉm cười và ngắm nhìn anh. Khuôn mặt đẹp trai, hơi thở đều đặn, khiến trái tim của cô rạo rực, phập phồng. Cô cúi xuống đặt nhẹ lên môi của anh một nụ hôn. Bất ngờ có một vòng tay siết chặt lấy cổ của cô kéo lại, kèm theo một nụ hôn ngấu nghiến vào môi, khiến cho cô giật mình đẩy anh ra. Đồ quỷ sứ, từng ngủ rồi cơ mà. Còn quỷ nào mà đẹp trai, yêu em như chồng của em không? Thôi đi, chồng làm em hết hôn à? Thu phụng phịu khuôn mặt như là làm nũng với cả anh. Ai kêu vợ đi hôn trộm người khác này? Bây giờ thì phải đền đi. Vừa nói anh vừa ôm chầm lấy Thu. Anh hôn tới tấp lên khiến cho Thu không kịp phản ứng. Từ từ thôi anh, em sợ. Sợ gì hả vợ? Vừa nói anh vừa tiếp tục. Bờ môi và cái lưỡi của anh đang tham lam khám phá không thiếu một chỗ nào trên khuôn mặt của Thu. Người của cô thở hổn hển dập dìu theo từng nụ hôn của anh. Chỉ sau 10 phút sau, trên người của cả hai đã không còn một mảnh vải che thân. Nam biết đây là lần đầu tiên của Thu, nên anh không được phép vội vã vào cái giai đoạn như thế này. Anh cho Thu nhớ mãi và sẽ yêu anh hơn. Anh ngồi dậy lấy hai ly rượu vang rồi đưa cho Thu. Hôm nay vợ chồng mình động phòng trước. Anh muốn vợ mãi mãi là vợ hiền của anh. Anh sẽ chăm sóc vợ hết cuộc đời này. Anh yêu em. Thu đỏ mặt và hai hàng lệ đã nhẹ lăn ở trên gò má. Cô quá xúc động trước lời nói của anh. Cô dướn người ôm chặt lấy cổ của anh thì thầm. Vợ hứa mà. Vợ yêu chồng mãi mãi. Nói rồi hai người cụng ly với cả nhau. Cả hai đều nhìn nhau rồi mỉm cười. Cất hai chiếc ly lên trên bàn điện thoại. Anh tiếp tục ôm cô nhẹ nhàng rồi nằm xuống. Đôi môi của anh đang mơn trớn phần ngực căng đầy của cô, bộ ngực của người con gái xinh đẹp mà anh đã khát khao bấy lâu nay mà chưa được khám phá. Tay của anh đang vuốt nhẹ lên lưng của cô, rồi lên tóc của cô nữa. Bất chợt hai cái ly lúc nãy đã rơi đánh choang. Anh và cô đã đều giật mình nhổm phắt dậy. Loạng choạng, anh bước xuống bật đèn thì không may, một mảnh thủy tinh đã cắm vào chân của anh tứa ra đầy máu. Anh thầm chửi thề điều gì đó mà Thu không thể nghe được.
xuất sắng và lo cho anh. Thu vội vàng mặc quần áo vào, kiểm tra vết thương. Nó quá sâu, máu tuôn ra đỏ cả nền nhà. Cô đã chạy đi tìm tủ thuốc, nhưng quả nhiên nhà anh không có. Cô đã cuống quýt hỏi, tủ thuốc ở đâu hả chồng? Không có đâu, chồng dùng tủ thuốc bao giờ đâu mà. Vợ lấy cho anh miếng rẻ sạch ở trong tủ ra đây. Nam lấy hai điếu thuốc lá, vắt bỏ cái đầu lọc vàng vàng, rồi ấn vào chỗ vết cắt, lấy rẻ quấn lại. Thu lấy xe chở anh ra viện, lúc đó là 23 giờ 15 phút. Thế là chuyện ấy cũng đã lại chưa xảy ra được. Chết tiệt thật, toàn là đen đuổi ở đâu mang vạ vào thôi. Nam lẩm bẩm ở trong miệng. Chồng còn đau nhiều hay không? Tiêm thuốc tê với cả khâu lại rồi. Anh thấy không đau nữa vợ ạ. Giờ mình đi về thôi. Không được, bác sĩ kêu là phải ở lại theo dõi, rồi ngày mai còn tiêm phòng uốn ván nữa. Không về được đâu. Kệ thôi em, cứ về chứ biết làm sao. Mai vợ chồng mình còn nhiều việc, mời mọc đám cưới, rồi còn đi chụp hình nữa chứ. Việc mời anh cứ để em, còn chụp hình thì mốt cũng được, không có sao đâu chồng ạ. Nghe nói vậy, Nam miễn cưỡng gật đầu. Bệnh viện giờ vắng tanh, chả có một ai cả. Không gian thì tĩnh mịch, từng tiếng côn trùng kêu ở ngoài cổng như là một bản hòa tấu thê lương. Chồng có đói không? Có chút chút. Em ra cổng mua tô hủ tiếu cho chồng nhé. Em cũng ăn luôn chứ. Dạ, em cũng đói mà. Đang đi ở trong hành lang bệnh viện, bỗng Thu thấy lạnh cả tóc gáy. Hình như có ai đó đang đi theo dõi mình thì phải. Đi sau lưng của mình nên Thu đã quay phắt người lại, nhưng lại không thấy gì cả. Cô chắc chắn là có ai đó. Mấy cái bóng đèn điện bỗng dưng lập lờ làm cho cô cảm thấy rùng mình. Khung cảnh này không khác gì là trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể của cô. Ngoảnh lại đến lần thứ ba thì cô mới thấy phía sau mình là có người thật. Cô thở phào nhẹ nhõm, lấy tay giữ chặt lồng ngực của mình rồi cất tiếng hỏi. Ôi giời ơi, cô là ai vậy? Sao cô cứ đi theo tôi? Làm sợ hết cả hồn. Một người phụ nữ xinh xắn dắt theo một em bé tiến lại gần với cả Thu hơn. Giờ Thu mới có thể nhìn rõ, cô gái này thực sự là rất xinh xắn, khuôn mặt na ná với cả cô Kim Tae Hee hay gì gì đó mà ngày xưa cô đã từng xem bộ phim Trái Tim Mùa Thu mà cô đã rất yêu mến nhân vật này. Cũng quá lâu rồi, cô đã xem từ hồi học cấp 3 đến giờ thì làm sao mà có thể nhớ cho rõ được. Khuôn mặt đó kèm theo với cả đứa trẻ bên cạnh khiến cho cô cảm thấy gần gũi và yên tâm hơn. Tiếp tục câu hỏi cũ của cô lên tiếng. Cô là ai? Sao cô lại đi theo tôi vậy? Tôi là người yêu của anh ấy. Thu giật mình loạng choạng, suýt chút nữa thì té xuống dưới sàn. Cũng may là cô gái kia đã kịp thời đỡ lấy Thu. Rụt vội tay lại, Thu nghiêm mặt nói. Cô cần gì? Cô muốn gì? Sao lại muốn phá hạnh phúc của vợ chồng tôi? Cô gái lắc nhẹ đầu đáp. Nếu tôi muốn phá, thì có lẽ cô và anh ta không sống được đến bây giờ đâu. Tôi chỉ muốn cho cô biết một chuyện, rồi sau đó tùy thuộc cô định đoạt. Và cô nên nhớ, những điều tôi nói với cả cô đều là sự thực. Và cô sẽ thấy mọi thứ sớm phơi bày thôi. Hãy tin ở tôi. Sao tôi lại phải tin cô? Cô là ai? Tôi hỏi lại lần cuối, cô là ai? Cô gái ngẩng cao đầu cười ha hà. Cô nhìn chằm chằm vào mặt Thu rồi nói. Tôi nói thì cô cũng không tin đâu. Vì tôi là một bóng ma mà. Đến lượt Thu lại cười ha hà và nói với cái vẻ khinh miệt. Bóng ma? Xin lỗi cô. Chuyện cái gì chứ chuyện thứ ma cỏ thì cô đừng đem ra hù dọa với cả tôi. Tôi đi du học ở phương Tây, tiếp thu những nền khoa học tiên tiến ở mức hiện đại, nên mấy cái thứ đó với cả tôi rẻ tiền lắm. Cô có gì khác hay hơn không? Nếu không thì đừng có làm phiền tôi không có rảnh nhé. Tôi phải lo cho chồng tôi trước đã. Chào cô. Nói rồi Thu quay phắt người đi. Được 2-3 bước, cô đã phải dừng lại vì câu nói của cô gái nọ. Cô không biết ai đã xô 2 ly rượu vang xuống dưới đất ở phòng ngủ của anh ta sao? Thu lúc này đứng như trời trồng. Cô hoảng hốt thực sự. Cô không sợ ma, nhưng cô lại hoảng hốt về cái chuyện sao cô ta lại biết được cái chuyện đó. Vì ngay cả khi bác sĩ hỏi, cô và anh cũng chỉ nói là do đạp vào mạch kính mà thôi, chứ không hề có cái chuyện cái ly bị vỡ. Thu tái mặt
nhợt nhạt hỏi cô gái. Sao cô lại biết cái chuyện quái dị đó? Vì chính tôi là người xô cái ly đó xuống. Tại sao? Cô là ma thật ư? Ma biết nói chuyện ư? Vì tôi không muốn cô giống tôi, không muốn cô là nạn nhân tiếp theo. Nói rồi cô gái đưa cho Thu một cái vòng bằng mã não màu xanh. Cô dặn, chị cứ đem cái vòng này cho anh ta xem. Anh ta sẽ tự hiểu và nói cho cô biết. Giờ tôi không thể ở lại đây thêm. Chào cô. Nhưng nếu tôi muốn gặp cô thì... Cô muốn gặp thì cứ 11 giờ đêm ra ban công nhà cô, gọi hai tiếng lệ hoa, ắt tôi sẽ gặp. Nói rồi bóng hình của cô gái bỗng loãng ra dần như một làn khói. Thu ngồi xuống chiếc ghế, nước mắt từ hai bên cũng đã chảy xuống từ bao giờ. Cô tin ai đây? Cô phải làm sao đây? Tại sao lại như vậy? Thực ra chuyện này là như thế nào cơ chứ? Nếu hồn ma kia muốn hại mình thì nó đâu cần phải gặp và nói nhiều với cả mình như vậy. Còn nếu nó không phải là ma thật, tại sao nó biết chuyện cái ly vỡ? Và ngay phút vừa rồi, mình cũng thấy nó tan biến ngay trước mặt của mình cơ mà. Còn nếu nó nói đúng, thì Nam là con người như vậy hay sao? Mấy năm yêu nhau, cô hiểu Nam hơn ai hết cơ mà. Nam luôn quan tâm và đối tốt với cả cô. Nhiều lần cô cũng đã thử Nam bằng cách nhờ một số bạn bè nữ giới xinh đẹp nhắn tin gạ gẫm anh. Nhưng anh rất lịch sự đàng hoàng từ chối. Cô đã đặt trọn niềm tin vào anh. Không thể nào, không thể nào có thể xảy ra chuyện đó được. Thu ôm đầu khóc nức nở nghẹn ngào. Cuộc sống của cô chưa bao giờ phải như vậy. Hít một hơi thật sâu, cô đã trở lại phòng bệnh. Nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của Thu, Nam đã liền hỏi. Ủa, có chuyện gì vậy hả vợ? Ờ, không có gì. Thu đáp lọt thỏm. Nam tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Anh nhảy ra khỏi giường ra vỗ về Thu. Nào, có chuyện gì thì nói cho chồng nghe xem. Ai bắt nạt em vậy? Thu ngẩng mặt lên nhìn vào mặt của Nam. Cô nắm lấy tay của anh, rồi nhét vào tay anh cái vòng mã não. Xòe bàn tay ra, Nam lảo đảo rồi ngồi bệt ra giường. Anh lắp bắp hỏi. Cái này là... Của một cô gái đưa cho vợ. Cô gái nào? Cô ta đâu? Cô ta nói những cái gì? Nam hỏi dồn. Cô ta đi rồi. Giờ anh nói cho em nghe, chuyện là như thế nào? Cô ta có quan hệ gì với cả anh? Nam cúi mặt trầm tư, phải gần 5 phút thì anh mới mở được cái giọng nói nhỏ nhẹ. Em phải tin anh, và nghe hết câu chuyện của anh, rồi thì em sẽ hiểu. Cô ấy tên thật là Lệ Hoa. Trước khi yêu em, cô ấy đã yêu anh rất nhiều. Anh quý cô ấy như em gái. Rồi một lần đi nhậu với cả bạn bè, anh bị cô ấy cho uống say, mà anh không biết bị say hay là bị thuốc mê nữa, vì anh uống rất ít. Nhưng sau đó thì anh không còn biết gì nữa. Nam lại im lặng cho đến lúc Thu phải lên tiếng. Rồi sao nữa? Thì anh thức dậy, thấy mình nằm ở trong khách sạn, và cô ta nói là anh đã làm sao? Đã chiếm đoạt cô ấy. Nhưng thực lòng là anh say, anh không biết gì hết. Anh không làm gì hết. Cô ta đã gài bẫy anh. Rồi sao? Thu lại hỏi. Rồi hôm anh gặp em là gặp lần đầu tiên đấy. Thì hôm đó cô ta cũng đã thông báo là có bầu. Anh nhất quyết không nhận và đã bỏ đi. Từ đó anh không có liên lạc gì với cả cô ấy nữa. Mới đây thì anh nghe nói là cô ấy đã chết. Còn cái vòng này là chiếc vòng hôm sinh nhật cô ấy anh đã tặng mà thôi. Lúc đó chưa có mâu thuẫn, anh luôn quý cô ấy và coi cô ấy như là em gái của anh mà thôi. Anh cũng cảm thấy rất đau buồn và cảm thấy có lỗi. Anh cũng không nghĩ là cô ta lại hành động thiếu suy nghĩ và mù quáng đến như vậy chứ. Có lẽ là cô ta muốn phá hạnh phúc của vợ chồng mình thôi. Không sao đâu vợ yêu, vài ngày nữa mình lo đám cưới xong xuôi thì chắc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh yêu vợ lắm. Và không ai có thể xen vào tình yêu, hạnh phúc của chúng ta mà, phải không hả vợ? Thu nãy giờ chỉ biết chăm chú lắng nghe. Câu chuyện của Nam có vẻ hợp lý hơn. Và chắc chắn một điều, cô tin Nam hơn bất cứ thứ gì. Mình đã nghĩ sai cho anh. Mình có thể vì một người lạ mà làm lung lay cái ý chí và tình yêu được hay sao? Mình nghĩ đã sai cho anh mất rồi. Nói đoạn cô nhìn Nam âu yếm. Cô vòng tay qua cổ của Nam rồi siết thật chặt.
Sang đến ngày thứ tư, chân của Nam cũng đã đỡ được phần nào. Hôm nay anh và cô đi chụp hình cưới dã ngoại. Studio muốn đưa hai người đi chụp ở Vũng Tàu. Nam thì thích lên Đà Lạt, còn Thu thì lại thích đi Hà Tiên. Khi nghe Thu nhắc đến biển Hà Tiên, Nam bỗng cảm thấy giật mình. Anh phản ứng gay gắt. Không, không Hà Tiên đâu nhé. Ủa, không phải trước chồng nói là sau này sẽ chụp hình ở đó hay sao? Nam ậm ừ. Thì ngày trước anh muốn đến đó. Nhưng giờ anh xem trên mạng ở đó không có được đẹp. Đà Lạt đẹp nhất còn gì. Thu im lặng và tỏ vẻ đồng ý. Thực ra cô thích chụp hình ở ngoài biển. Ở đó lãng mạn và đẹp hơn nhiều. Nhưng cô đã yêu Nam. Cô không muốn tranh cãi vì cái chủ đề này. Nên đã đành miễn cưỡng đồng ý. Xe chuyển bánh được một tiếng. Đường đồi núi đèo dốc ngoằn ngoèo khiến cho Thu mệt lả đi và buồn ngủ. Cô ngửa đầu ra ghế sau rồi thiêm thiếp ngủ đi. Đang mơ hồ thì có đâu đó một giọng nói văng vẳng, nghe lạ lạ, lại có phần quen quen. Sao cô không nghe tôi? Thu bỗng giật mình mở mắt thì thấy cô gái hôm nọ đã xuất hiện. Cô bực mình quát. Cô đi đi, sao tôi phải nghe cô? Cô chết rồi, mong cô hãy đi siêu thoát đi. Đừng có phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nữa. Tôi chỉ muốn giúp cô. Anh ta muốn hại ba cô, muốn chiếm đoạt tài sản của nhà cô. Hại ba tôi ư? Bằng cách nào? Cô định giở trò gì nữa đây? Ngày mai ba cô về, sẽ có một tai nạn thương tâm xảy ra. Cả ba cô và anh lái xe đều chết. Tin tôi đi. Tin tôi đi. Rồi cô sẽ thấy. Nói rồi hình bóng của cô gái bỗng tan biến mất. Thu giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi xe. Trước mặt của cô là đèo Bảo Lộc, đoạn đèo đã đi vào huyền thoại của Việt Nam bởi những thứ tâm linh có thật hoặc là đã được thêu dệt nên. Trong đầu của cô vẫn văng vẳng tiếng nói của người con gái. Thu cố gạt đi mọi suy nghĩ ra khỏi đầu của mình. Nhìn cảnh vật rừng núi bao la, bát ngát như thế này, những rặng cây xanh rì rào, mở cửa kính xe ra xuống, từng làn gió thổi vào khuôn mặt của cô. Cô hít mạnh từng đợt gió vào trong lồng ngực. Cô thầm ước được như một con chim nhỏ nhoi, suốt ngày chỉ líu lo trong khu rừng này, không biết đến những chuyện của ngày mai. Sau khi đã chụp hình xong, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối. Anh và cô về khách sạn tắm giặt nghỉ ngơi đôi chút rồi đi ăn. Hôm nay anh hứa sẽ đưa cô đến một nhà hàng rất đặc biệt. Cô đang háo hức đón chờ, dù thực sự cô đang rất mệt mỏi. Chồng tắm đi, rồi vợ chồng mình đi ăn nhé. Em xuống dưới xe lấy sạc điện thoại. Rồi sẽ lên tắm sau. Nhanh lên anh ạ, 19 giờ rồi đấy. Anh biết rồi vợ, anh tắm luôn đây. Vừa nói anh vừa nháy mắt với cả Thu một cách đầy tình tứ. Đi được một chút, Thu bỗng giật mình nhớ ra là cái sạc điện thoại đã để ở trong giỏ sách cô từ lúc trưa. Lúc trưa ăn ở đây, cô đã lấy ra để sạc nhờ ở trong nhà hàng đó. Và cô đã cất ở trong túi, chứ không phải là để ở hộp xe ô tô. Quay vào trong phòng, cô định xoáy núm cửa thì thấy giọng của Nam hắt ra. 200 triệu, mày có làm không? Sao? Được rồi, 500 triệu cho hai mạng đó. Tiền đền bù tao đưa tiếp khi xong việc. Mày đảm bảo là lão đó phải chết ngay. Từ lúc đó đến lúc xong việc, không được điện thoại cho tao nữa. Biển số xe Lexus 54O68689. 9 giờ sáng mai có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Thu lúc này giật mình buông tay ra khỏi núm cửa, cô lùi lại. Xe Lexus 686 là xe của ba cô. Mai 9 giờ ba bay về để lo đám cưới cho cô. Vừa sợ hãi, cô vừa tuyệt vọng và vừa căm thù. Cô đạp mạnh cửa xông vào khi Nam vừa đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn. Nam giật mình nhìn Thu, hình như anh ta cũng đoán ra được điều gì. Anh cố bình tĩnh lại rồi hỏi cô. Ủa, anh tưởng vợ đi lấy sạc điện thoại mà, sao lại lên nhanh vậy? Thu không có nói gì, hai hàng lệ đang tuôn dài trên má của cô. Cô cắn chặt môi như là đang ứa máu ra vậy. Mà cô giờ cũng không còn cảm giác đau đớn nữa. Có lẽ trong tim của cô đau đớn hơn nhiều. Cô tin đây không phải là sự thực. Cô không thể tin được. Tại sao anh lại là người như vậy? Kẻ mà cô đã định trao thân và trao cả cuộc đời của cô cho hắn. Bao nhiêu năm cô đã giúp đỡ hắn, lo cho hắn, mà bây giờ lại là kẻ ác thủ đến như vậy sao? Thu cố nuốt từng giọt nước mắt hòa chan cùng với cả những giọt máu ở trên môi của cô vào bên trong. Cô nghẹn ngào nấc lên từng đợt, rồi cô hỏi anh bằng cái giọng nghẹn nghẹn. Anh định giết bố tôi. Anh không nghĩ tất cả sau này công ty này vẫn thuộc về anh hay sao?
Nam bối rối ra mặt, nhưng anh ta thì vẫn cứ giả vờ lạnh tanh. Ờ, em nói gì kỳ vậy? Ai nói với cả em như vậy? Em phải tin anh chứ hả vợ? Tin anh? Anh tưởng tôi không biết sao? Nếu như hôm nay tôi không có quay lại đây, thì có lẽ tôi đã nhầm. Tôi yêu anh chân thành, nhưng tôi không ngờ anh lại là một kẻ nhẫn tâm và độc ác đến như vậy. Không phải như vậy đâu vợ. Chắc là vợ nghe nhầm rồi. Nhầm ư? Biển số xe nhà tôi mà nhầm được ư? Món tiền 500 triệu. Và hơn nữa tôi nhầm ư? Một kế hoạch tai nạn hoàn hảo. Tôi và anh chấm dứt từ đây. Đồ độc ác. Không mà vợ. Nghe anh nói đã. Tôi cấm anh. Từ giờ không được gọi tôi là vợ. Tôi sẽ điện cho bố tôi. Và anh sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nói rồi Thu toan quay người đi. Thì đã bị Nam giật mạnh trở lại. Hắn ném cô xuống dưới giường rồi ra chốt chặt cửa lại. Hắn tiến về phía của Thu. Khuôn mặt của hắn biến sắc hoàn toàn. Hai mắt thì vằn lên như là một con sói dữ. Hắn gằn giọng lên. Cái gì tao muốn là phải được. Mày gọi cho lão già ấy đi. Khôn hồn thì câm miệng lại ngay. Làm cho xong đám cưới, tao sẽ tha cho lão già đó. Còn không, cả Mai và lão già đều chết. Thu lấy hết sức lực còn lại, lao đầu ra bên ngoài cửa và hét lên. Nhưng tiếng hét của cô chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì đã bị ăn ngay một cái tát xây sầm cả mặt mày. Cô ngã lăn ra đất, miệng cô thì ứa ra những dòng máu đỏ hòn chảy ra từ hai bên khóe miệng rồi chảy xuống cổ của cô. Cô uất ức, hai mắt đã vằn lên nhìn hắn. Cô chỉ ước có một con dao ở trong tay để đâm thấu tim vào kẻ đáng chết kia. Lại một cái tát chát chúa vào tiếp tục mặt của cô. Từng tia máu đã bắn lên ga giường thật kinh khủng. Cô nằm gục xuống dưới sàn nhà. Hắn bước chậm rãi tới gần cô rồi giật ngược tóc của cô lên. Mày có hai con đường lựa chọn. Một là cưới tao và im lặng. Hai là gọi điện cho luật sư. Nhượng lại cho tao 49% cổ phần của công ty của mày cho tao. Còn nếu không thì cả mày và lão già kia sẽ phải chết. Tao chịu nhục cho công ty bao nhiêu năm để phục vụ lão già đó rồi. Bây giờ thì chúng mày phải trả lại cho tao tất cả. Hiểu không? Hiểu không, con chó? Thu lấy hết sức bình tĩnh mà nhoẻn miệng cười. Rồi cô đã nhổ nguyên cả bãi nước bọt pha lẫn cả máu mà cô vẫn còn ngậm ở trong miệng từ nãy tới giờ. Này, mày đừng có mơ. Bỗng hắn kéo tóc của cô dậy rồi quăng mạnh cô lên trên giường. Hắn lấy tay vuốt mặt rồi gằn giọng. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Một vụ tai nạn cho cả hai bố con nhà mày. Đau xót quá. Rồi hắn lao tới bóp chặt lấy cổ của cô. Thu lúc này thì vùng vẫy cả hai tay cào cấu, rồi xé toạc cả mảnh áo mà hắn đang mặc, rồi từ từ bỗng buông thõng cả hai tay xuống dưới giường. Sau khi hắn thấy cô không còn thở được nữa, hắn lấy chiếc vali lớn rồi nhét cô vào bên trong đó khóa chặt lại cẩn thận. Hắn cho vào phòng tắm, lấy chiếc khăn nhúng nước rồi lau sạch sàn nhà. Quần áo của hắn dính đầy máu của cô. Hắn đã cởi vội bỏ bộ đồ, nhét vào một chiếc vali nhỏ, rồi cả chiếc ga giường kia nữa. Hắn cũng đã lột ra rồi nhét vào đó luôn. Hắn bình tĩnh lấy quần áo đi tắm. Vừa tắm, hắn lại vừa lẩm bẩm. Tiền sức bật của lò xo. Tiền. Tiền là thước đo lòng người. Tiền là thiên là Phật. Vài phút sau, hắn bước trở lại gia định gọi lễ tân lên để kiểm tra đồ, để thanh toán, thì hắn thấy chiếc vali đựng xác của Thu đã mở nắp từ lúc nào. Hắn chạy vội lại mở toang cửa ra. Quả thực là Thu không còn ở trong đó. Kỳ lạ thay, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa thì vẫn chốt ở phía trong. Cửa sổ thì đã mở. Hắn lao ra nhìn thì yên tâm. Vì phòng của hắn thuê tận trên lầu 8, nếu mà có cánh nhảy xuống thì cũng chết, huống chi là con người không có cánh. Hắn quay lại nhìn khắp một lượt căn phòng. Cô ở đâu? Mau ra đi. Vừa nói, hắn vừa tiến về chiếc tủ quần áo. Hắn giật mạnh cánh cửa tủ ra, nhưng không hề có cô ở trong đó. Rồi hắn điên tiết lên như một con hổ đói. Hắn gầm gừ, lật tung chiếc giường lên, cũng không có. Chợt như nhớ ra một điều gì đó, hắn hoảng hốt. Không thể nào. Cô ta đã chết. Mà nếu không chết thì cũng không thể mở khóa được chiếc vali kia.
Vậy mà tại sao không lẽ lại là Lệ Hoa ư? Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng giật mình lao người về phía chiếc vali nhỏ. Lá bùa của hắn để trong túi quần. Lúc vội vàng, hắn đã nhét bộ quần áo có lá bùa của anh ở trong đó. Nhưng chưa kịp động vào thì chiếc vali nhỏ đó, sau đó có một luồng gió thổi mạnh vào từ cửa sổ, hất tung hắn ngược trở ra phía sau. Rồi phụt một tiếng, bóng đèn điện trong phòng cũng đã bị tắt. Một tiếng cười lanh lảnh đã vang lên. Ác giả ác báo, mau trả máu, mau trả bằng máu. Hắn lúc này thì đã run rẩy quỳ mọp xuống dưới đất cầu xin. Lệ Hoa, anh xin lỗi em, anh rất yêu em và con, tha lỗi cho anh. Bỗng nhiên tiếng cười lại vang lên thêm lần nữa, khiến cho hắn thất thần rồi bò lùi lại vài bước. Tội ác của ngươi, giấu được người trần, sao giấu được người âm? Ngươi ép mẹ con ta phải chết, và ngươi cũng đã giết cả người đã hy sinh vì ngươi. Ngươi phải chết. Vừa dứt lời thì cơ thể hắn bỗng bay lên trên không trung, như là có tên khổng lồ nào đó đang túm hắn lên vậy. Từ từ nhấc bổng hắn đưa ra ngoài cửa sổ. Hắn cố dãy giụa và hét lên trong cái sự tuyệt vọng. Tiếng hét của hắn như muốn nổ tung cả cái cuống họng vậy. Thế mà không có một ai nghe thấy hắn được. Bỗng đầu của hắn đập mạnh xuống đất. Não của hắn thì vỡ tứ tung, bắn vương vãi khắp nơi. Máu đã chảy thành dòng. Nhìn hắn chết trông thật là thê thảm. Âu cũng là cái mệnh mà phải trả cho những gì hắn đã gây ra. Mở mắt ra, Thu thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện. Cô hốt hoảng gọi tên của ba mình. Ba, ba con đây, con đừng sợ. Sao con lại ở đây? Ba sao không? Vừa nói, cô vừa sờ lên mặt, lên mũi và chân tay của ông. Có một cô gái mặc váy màu trắng đã đưa con vào đây, và cô ấy đã kể hết mọi chuyện cho ba nghe rồi. Thế hắn ta đâu hả ba? Con hỏi ai? Nam chứ còn ai hả ba? Nó tự tử rồi. Công an nhận được điện thoại của một cô gái nào đó, bảo là hắn muốn giết ba, nên họ đã bảo vệ ba về. Nam sợ phải bị trừng phạt của pháp luật, nên đã nhảy lầu tự tử rồi. Thu dần dần cũng đã hiểu ra được mọi chuyện. Cô nằm xuống nhắm mắt thầm cảm ơn Lệ Hoa. 15 ngày sau, tại bãi biển Hà Tiên, người ta thấy 9 vị sư phụ lập một đàn tràng rất lớn. Họ bắc một chiếc cầu bằng giấy xuống bờ biển, còn một đầu thì bắc lên chiếc bàn lễ. Sau một hồi thì có 2 con cua từ từ bò lên, một con lớn, một con nhỏ. Đó chính là linh hồn của 2 mẹ con Lệ Hoa. Từ giờ linh hồn của 2 người sẽ được siêu thoát. Thu nhẹ nhàng, thong thả, thả 2 con cua vào trong hồ sen của nhà chùa. Cô mỉm cười một cách mãn nguyện, ngước mắt lên nhìn pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm đang nở một nụ cười từ bi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.